Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón len cho bé họa tiết xì trâm Ở mặt trước thì mình có tạo một cái mũi nhô lên, nhô cao lên như thế này Có trang trí mắt và hai bên tai Đỉnh nón thì mình có gấp lại tạo cái độ phòng Ở giữa hai màu thì có tạo một cái phần g màu trắng ở đây Đây, mẫu nón xì trâm như thế này Thì dùng cụ gồm len mucotone Kim móc mình sử dụng kim móc 3.0mm kéo cắt len kim khâu len và một ít gòn dùng để nhồi cái phần mũi bây giờ mình sẽ dùng màu trắng để móc cái phần đỉnh nón đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút từ nút này móc lên cho mình một dây móc xích dài 8 mũi móc một hai ba bốn năm sáu bảy và tám khi móc được 8 mũi móc xích tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích và móc vào chân móc thứ 8 một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc các cái mũi kép đơn đến cuối hàng thì ở chân móc cuối cùng này các bạn móc thêm cho mình 6 mũi kép đơn nữa để thành 7 mũi kép đơn ở chân móc này. 1 2 3 4 5 và 6. Khi móc được 6 mũi thì ở cái chân móc cuối cùng ta được 7 mũi kép đơn tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này cho mình một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn thì khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha móc cho mình một mũi kép đơn tiếp tục chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào cái chân móc cuối cùng này cho mình 5 mũi kép đơn nữa. 1 2 3 4 Và 5 Sau khi móc được 5 mũi kép đơn thì ở chân móc cuối cùng này ta được 7 mũi móc tính luôn cả cái mũi kép đơn đầu tiên nha. Các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên bên này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Thì ở các chân móc của cộng 7 mũi phía dưới các bạn cũng móc cho mình mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và mình không thêm mũi nha. Các bạn móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc được các cái mũi kép đơn đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào cái chân móc bên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Và cũng làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối vòng. ở các cái hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như cái hàng móc mà mình vừa móc á các bạn móc hết cái vòng này sau đó móc thêm cho mình một hàng nữa tương tự như cái hàng mà mình vừa móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc và móc thêm một hàng móc nữa tương tự thì ở đây mình đã móc lên được bốn hàng móc như thế này tiếp tục móc vào chân móc này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích các bạn đếm cho mình tổng số mũi của cái hàng móc này, sau đó lấy tổng số mũi này mình chia cho 12. Thì mình sẽ ra được cái số dư, từ cái số dư này các bạn lấy 12 trừ cho cái số dư này sẽ ra được số mũi móc mà ta thiếu ở các cái vòng móc tiếp theo để mình tăng các cái hàng móc cho đến khi cái vòng móc của mình được cái số mũi móc chia hết cho 12 nha. Thì ở cái hàng móc cuối cùng này mình móc được 26 mũi móc. Các bạn lấy 26 mũi này chia cho 12 thì ta sẽ dư được 2 mũi móc. Sau đó các bạn lấy 12 trừ cho 2 mũi móc sẽ ra được 10 mũi móc mà ta thiếu ở các cái hàng móc tiếp theo. Bắt đầu các bạn thêm mũi cho mình ở các cái hàng móc tiếp theo. Thì cái số dư 10 mũi này ta sẽ chia được cho 3 hàng móc. Các bạn móc cho mình hai hàng móc đầu tiên thêm 4 mũi móc đối diện nhau như thế này. Đây, 4 góc. Các bạn móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc cho mình một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp là chân móc nằm chính giữa của bề ngang nón á, các bạn móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Như vậy là mình đã tăng được một mũi móc ở đây, tiếp tục móc qua chân kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái điểm này mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì cái chân móc kế tiếp là cái chân móc nằm thẳng hàng với cái đỉnh này nè các bạn móc cho mình vào cái chân móc này hai mũi kép đơn cùng chân móc móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc thì mình đã tăng được thêm một mũi móc ở đây tiếp tục các bạn móc cho mình các cái chân móc còn lại cho đến cái điểm này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc cho mình đến cái chân móc nằm chính giữa của bề ngang đỉnh nón nha thì đây là chân móc nằm chính giữa của bề ngang nè các bạn cũng móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc các cái chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Chân kế bên này là cái chân thẳng hàng với đỉnh bên này. Các bạn móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho đến cuối vòng. Sau khi đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào cái chân móc này cho mình một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Thì ở hàng móc này mình đã thêm được bốn mũi móc. Các bạn tiếp tục móc cho mình một hàng móc tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn móc tương tự cho mình các cái chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc ở cái chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè đây hai chân móc cùng chân các bạn móc cho mình vào cái chân nằm chính giữa này hai mũi kép đơn cùng chân móc đây móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng cũng tăng các cái mũi móc cho mình ở chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới á đây chân móc nằm chính giữa nè các bạn thêm cho mình vào đây hai mũi kép đơn tương tự ở đây cũng thêm cho mình hai mũi kép đơn và góc này cũng thêm cho mình hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc móc cho mình tương tự cho đến cuối vòng Sau khi móc đến cuối vòng thì hàng móc này mình cũng tăng được 4 mũi móc ở 4 góc của nón. Các bạn tiếp tục móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là mình đã tăng được 8 mũi móc ở hai hàng móc vừa thêm mũi, còn thiếu hai mũi móc nữa các bạn sẽ thêm cho mình ở hai điểm đối diện nhau, có thể là hai điểm này hoặc là hai điểm này. Các bạn móc thêm cho mình một hàng móc nữa tăng hai mũi móc nha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và cũng tăng ở hai điểm đối diện nhau. Sau khi tăng được hai mũi móc ở cái hàng móc này, mình tăng hai điểm đối diện ở hai góc này nha. Đây, tăng ở cái chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới á. Tiếp tục các bạn móc tiếp cho mình vào cái chân kế bên này, móc vào đây một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích thì sau khi tăng được 10 mũi móc ở ba hàng móc thêm mũi này tổng số mũi của cái hàng móc cuối cùng ta sẽ chia hết được cho 12 ở đây mình móc được 36 mũi chia cho 12 ta sẽ được 3 mũi móc các cái hàng móc tiếp theo các bạn sẽ tăng cho mình 12 mũi móc ở một hàng móc nha các bạn lấy cái số dư 3 đó các bạn móc cho mình ba chân móc kế tiếp này nè ba chân móc này mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở chân móc thứ ba này móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc Như vậy là 3 mũi móc ở phía dưới ta tăng được 4 mũi móc ở hàng trên như thế này. Các bạn tiếp tục móc cho mình hai chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân thứ ba của cụm tiếp theo móc hai mũi kép đơn vào chân móc này. Tiếp tục hai chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân thứ ba móc hai mũi kép đơn vào chân móc này. Như vậy là mình đã được các cái cụm chân móc 4 mũi móc gồm có 2 mũi kép đơn xen kẽ 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Đây, 2 mũi kép đơn xen kẽ 2 mũi kép đơn cùng chân móc như thế này. Các bạn làm tương tự cái cụm này cho mình cho đến cuối vòng. Cũng móc 2 mũi kép đơn mỗi chân móc. Tiếp theo là 2 mũi kép đơn cùng một chân móc và làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc các cái cụm chân móc cho đến cuối vòng thì ở cái hàng móc này mình đã tăng được 12 mũi móc. Các bạn có thể đếm cho mình cái số mũi móc có hai chân móc cùng chân á, ở cái hàng này mình móc được 12 mũi. 12 mũi có cái mũi cùng chân như thế này. Tiếp tục các bạn móc vào chân móc kế bên này cho mình một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Ở các cái hàng móc tiếp theo này mình cũng tăng 12 mũi móc tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc nha các bạn cũng tăng cho mình ở cái điểm nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới á móc vào chân móc đầu tiên này một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn chân kế bên là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới này nè đây đây là chân móc chính giữa nè các bạn móc cho mình vào cái chân móc chính giữa này hai mũi kép đơn cùng chân móc chân kế tiếp móc một mũi kép đơn chân bên cạnh móc một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn khi gặp chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới á đây chân móc cùng chân phía dưới nè cái chân móc nằm chính giữa này các bạn thêm cho mình hai mũi kép đơn vào chân móc này như vậy là mình đã được các cái cụm chân móc gồm có 3 mũi kép đơn mỗi chân móc xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc nha các bạn làm tương tự cho mình cái cụm này móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng cũng móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi gặp cái chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới các bạn sẽ móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc và làm tương tự cho đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Khi gặp chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè, đây, hai chân móc cùng chân phía dưới, các bạn móc vào cái chân móc chính giữa này hai mũi kép đơn cùng chân móc. Thì mình được thêm một cụm chân móc 6 mũi móc như thế này, 4 mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Các bạn làm tương tự cụm này cho mình cho đến cuối vòng cũng thêm cho mình vào chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nha. Thì ở cái hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình cho đến khi vòng tròn này vừa với cái vòng đầu của bé thì các bạn ngưng. Cũng móc các cái cụm chân móc xen kẽ các cái mũi kép đơn và hai mũi kép đơn cùng chân móc. Móc tương tự cho các hàng móc còn lại. Chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới cũng móc cho mình hai mũi kép đơn vào chân móc này. Hoặc là các bạn có thể để ý cho mình nè, hàng móc mà ta tăng 12 mũi móc á, ta có các cái cụm chân móc gồm có hai mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Hàng phía trên ta có 3 mũi kép đơn xen kẽ. Hàng tiếp theo ta được 4 mũi kép đơn xen kẽ. Thì tương tự cho các hàng móc tiếp theo các bạn cũng tăng cho mình cái số hàng móc này nha. Cũng tăng cho mình ở cái mũi móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới á. Sau khi đã tăng thêm được các cái hàng móc tiếp theo, các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích thì ở hàng móc tăng mũi cuối cùng này xét cái hàng móc 4 mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc á hàng móc này sẽ quyết định đến cái độ rộng của nón và ở hàng móc này các bạn sẽ không tăng cho mình 12 mũi móc giống như các cái hàng móc mà mình vừa móc ở phía trên Đối với những size bé lớn hơn thì số mũi móc ở cái hàng móc này các bạn sẽ chia đều ra ở cái vòng móc này. Ở đây mình tăng 2 mũi thì các bạn sẽ chia đều cho mình ở hai điểm đối diện nhau. Mình tăng ở mũi này thì ta sẽ tăng ở cái điểm đối diện với nhau. Đây, hai mũi móc tăng mũi đều nhau, đối diện với nhau như thế này. Hoặc là nếu các bạn tăng 3 mũi thì các bạn sẽ chia ra hình tam giác, tăng cho mình 3 mũi đối xứng nhau, hoặc là 4 mũi thì chia 4 góc như thế này. Các bạn tăng cho đến khi cái vòng tròn này vừa với vòng đầu của bé thì các bạn ngưng. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái hàng móc tiếp theo. Khi gặp đôi cái phần đỉnh nón lại thì ở đỉnh nón khi gấp xuống ta sẽ tạo được một cái đỉnh nón xì si trôm như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái hàng móc tiếp theo. Các bạn móc cho mình mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở cái hàng móc này. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì ở các hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình, giống như cái hang móc mà mình vừa móc. Khi gặp đôi cái phần đỉnh nón lại, gặp đôi lại như thế này, thì cái độ sâu từ đỉnh nón xuống hết cái phần màu trắng á, sẽ được 2 phần 3 thân nón nha. Móc cho mình các cái hàng móc tương tự mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì ở đây mình đã móc lên được bốn hàng móc đều nhau không thêm mũi như thế này khi gặp đôi cái phần đỉnh nón lại gặp cái phần đỉnh nón xuống thì từ đỉnh nón đến cái chiều sâu của màu trắng á, sẽ được 2 phần ba phần thân nón nha các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc kế bên này một mũi dời móc vào đây một mũi dời móc lên hai mũi móc xích thì bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần g màu trắng ở phía bên này móc các cái hàng g màu trắng các bạn quay ngược đầu móc lại ở các cái chân móc của cái hàng móc tiếp theo này mỗi chân móc ta có hai mũi móc như thế này đây mỗi chân móc có hai mũi móc các bạn móc cho mình vào cái chân ở phía ngoài nha tất cả các cái chân móc của hàng móc này đều móc cho mình vào cái chân ở phía ngoài như thế này đây thì tương tự cái chân móc đầu tiên này các bạn cũng móc cho mình vào cái chân ở phía ngoài, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Đây, móc vào chân phía ngoài này nè. Đây, móc vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục chân kế bên cũng móc cho mình một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn và cũng móc cho mình vào cái chân ở phía ngoài. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc và cũng móc cho mình vào cái chân ở phía ngoài. Sau khi móc đến cuối hàng thì ta tạo được một cái hàng móc G ở đây. Các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc kế bên một mũi dời. Đây, móc vào đây một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. khi gặp đôi cái phần đỉnh nón lại thì ta đã tạo được một cái phần g như thế này các hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như cái hàng móc mà mình vừa móc các bạn có thể móc cho mình thêm một hoặc là hai hàng móc nữa để cái phần g này nó được cái độ rộng nhất định mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì phần g của sai nó này mình đã móc lên được hai hàng móc các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân kế bên này một mũi dời móc lên một buổi móc xích kéo vào các len tiến hành giấu sợi len thừa này vào trong mũi móc sau khi giấu len thừa vào trong mũi móc thì ta đã tạo ra được một cái đỉnh nón xì trum có cái họa tiết g ở đây đây họa tiết g như thế này bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần thân xanh ở phía dưới ở cái sợi dây màu xanh các bạn tạo cho mình một nút Móc và kéo len qua vòng tròn Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút Thì ở cái phần đỉnh nón Khi móc cái phần G Ta có chừa ra các cái mũi móc Đây các cái mũi móc như thế này Thì cái hàng móc này ta sẽ bắt đầu để móc cái phần thân xanh nha Các bạn đâm kim cho mình vào cái chân móc mũi giờ của phần đỉnh nón á Đây đâm kim vào đây Sau đó đưa cái mũi mà mình vừa tạo qua chân móc Móc và kéo len qua chân móc Móc lên hai mũi móc xích móc vào cái chân móc đầu tiên đây các cái mũi móc mà mình để chừa đây nè các bạn móc cho mình vào các cái chân móc nè móc vào chân móc đầu tiên này một mũi kép đơn đây móc vào các cái chân móc này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân kế bên cũng móc cho mình một mũi kép đơn khi móc cũng giấu cái sợi len thừa này vào trong mũi móc nè mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào chân móc bên cạnh này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau đó các bạn cũng móc cho mình các cái hàng móc tương tự như hàng móc màu xanh mà mình vừa móc nha. Móc cho mình các cái hàng móc tiếp theo cho đến khi cái chiều sâu của cái phần thân xanh này nè vừa đủ 1/3 còn lại của thân nón, từ đỉnh nón xuống thì các bạn ngưng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. thì ở đây mình đã móc lên được bốn hàng móc đều nhau như thế này tiếp tục móc qua cái chân móc kế bên này một mũi dời móc lên một mũi móc xích thì ta đã hình thành một cái form nón xì trôm như thế này tiến hành cắt len và giấu sợi len thừa ra phía sau mũi móc bây giờ mình sẽ tiếp tục móc họa tiết trang trí cho cái nón xì trôm Đối với cái phần tay của xì trum, các bạn tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Móc vào vòng tròn vừa tạo 8 mũi kép đơn. 1 2 3 4 5 6 7 7 và 8. Khi móc được 8 mũi kép đơn các bạn nắm sợi len ngắn guốc lại để vòng tròn nhỏ lại. Sau đó móc lên cho mình một mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên hai mũi nửa kép cùng chân móc. Chân kế bên cũng móc cho mình hai mũi nửa kép cùng chân móc. Chân kế tiếp cũng móc hai mũi nửa kép cùng chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc các bạn móc cho mình hai mũi nửa kép cùng một chân móc để ta tăng cái độ rộng của phần tay. Mỗi chân móc móc hai mũi nửa kép vào cùng một chân móc cho đến cuối hàng. Thì ta đã tạo được một nửa vòng tròn để làm cái phần tay. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích và móc vào cái chân móc của cái mũi móc mà mình tạo cuối cùng đây nè móc vào đây cho mình một mũi móc đơn khi móc cũng giấu cho mình cái sợi len thừa vào trong mũi móc tiếp tục móc vào chân móc kế bên đây đây là cái chân móc kế bên nè các bạn móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc và khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa nha tiếp tục cái vòng tròn mà mình tạo đầu tiên cũng móc hai mũi móc đơn chân móc kế bên này đây, cũng móc cho mình vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc cuối cùng này cũng móc cho mình một mũi móc đơn. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Các bạn cắt cho mình một đoạn len dài để mình dùng cái đoạn len này may vào cái phần tay bên hông nha. Đây, thì mình đã hình thành được một cái phần tay như thế này các bạn dùng kim khâu len may cái phần tay này ở cái hàng móc thứ nhất đến hàng móc thứ ba của cái phần thân nón màu xanh á đây các bạn may vào đây sau khi may hai tay vào trong cái phần thân nón thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần mũi của xì trâm từ cái sợi len màu xanh này cũng tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích và móc vào vòng tròn vừa tạo 7 mũi móc đơn 1 2 3 4 5 6 và 7. Khi móc được 7 mũi móc đơn liên tiếp thì ta nắm sợi len ngắn guốt lại để vòng tròn nhỏ lại. Sau đó móc vào cái chân móc đầu tiên bên này. Đây, các bạn móc vào cho mình cái chân móc đầu tiên này hai mũi móc đơn cùng chân móc. 1 2 Chân kế bên cũng móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Móc cho mình 7 cái chân móc mà mình tạo đầu tiên á. Mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Sau khi móc đến cuối vòng thì độ rộng của vòng tròn này đã tạo ra được cái mũi của dì trung. Các bạn tiếp tục móc cho mình các cái hàng móc tiếp theo. Móc vào chân móc đầu tiên này một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì cái điểm cuối vòng là cái điểm bắt đầu mà mình gây nên của cái hàng thứ hai nè. Đây, đây là điểm cuối cùng nè. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn và mỗi chân móc móc tương tự cho đến cái chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cái chân móc cuối cùng của cái vòng móc á, đây, đây là cái chân móc cuối cùng nè, thì cái phần mũi ta đã tạo ra được cái độ sâu như thế này. Các bạn tiếp tục móc thêm cho mình một hàng móc tương tự. Mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc để cho cái phần mũi nó thêm sâu hơn móc cho mình đến cái chân móc cuối cùng của hàng móc nha mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi móc đến chân móc cuối cùng thì cái mũi ta đã tạo ra được một cái độ sâu như thế này đây tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len. Các bạn cắt cho mình một đoạn len dài để mình dùng cái đoạn len này may vào trong cái phần thân nón. Thì ta hình thành được cái mũi có độ sâu như thế này. Sợi len thừa phía trong các bạn cũng cắt đi cho mình. Sau đó dùng kim khâu khâu cái phần mũi này vào trong cái phần thân nón ta sẽ dùng cái sợi len thừa mà mình chừa ra sau đó xỏ vào kim và may vào trong cái thân nón thì khi may vào trong thân nón các bạn may cho mình ở hai hàng cuối cùng của phần thân á đây hai hàng cuối cùng như thế này trong khi khâu thì các bạn cũng nhồi cho mình cái phần gòn này vào trong cái phần mũi đây nhồi vào như thế này sau đó dùng kim khâu lại vào hai cái hàng cuối cùng của nón khâu cho mình vào chính giữa của hai tay nha sau khi khâu cái phần mũi vào trong thân nón thì mình đã tạo lên được một cái mũi nhô lên như thế này. Ở đây mình đã móc sẵn một phần mắt của xì trâm thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần mắt này nha. Đây, móc cái phần mắt này. Ở cái sợi dây màu trắng thì các bạn cũng tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên hai mũi móc xích. Và móc vào vòng tròn vừa tạo 12 mũi kép đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12 Khi móc được 12 mũi kép đơn thì các bạn nắm sợi len ngắn ruốt lại để vòng tròn nhỏ lại và móc vào chân móc đầu tiên bên này móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích các bạn nắm sợi len ngắn cuốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại móc vào chân móc đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân móc chân kế bên cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc chân bên cạnh cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc làm tương tự cho các chân móc còn lại đến cuối vòng mỗi chân móc móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc móc tương tự cho các chân móc còn lại sau khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu sợi len thừa ra sau mũi móc bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần màu đen ở sợi dây màu đen cũng tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích và móc vào vòng tròn vừa tạo chín mũi nửa kép. 1 2 Các bạn cứ móc cho mình vào cái vòng tròn mà mình vừa tạo á, móc vào đây chín mũi nửa kép. 3 4 5 6 7 8 và 9 Khi móc được chín mũi nửa kép, nắm sợi len ngắn guốc lại để vòng tròn nhỏ lại và móc vào chân móc đầu tiên bên này cho mình một mũi dời. Đây, móc vào chân móc này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa ra phía sau mũi móc, sau đó các bạn dùng keo nến hoặc là kim khâu để khâu phần mắt vào. Sau khi khâu các cái họa tiết trang trí vào trong thân nón thì ở đỉnh nón này các bạn cũng gặp lại cho mình sau đó dùng keo nến hoặc là kim khâu để khâu cố định cái phần G này lại tạo cái độ bồng như thế này. Đây, như vậy là mình đã hoàn thành được một mẫu nón gì trông cho bé xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công!